phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như không còn được ra. Bỏ đi thế rồi, để mấy đứa con rồi, để còn là phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Bây em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Tắt đài luôn. Ơ, sao lại mất điện rồi nhỉ? Lại bị ngắt áp, ức chế không biết được. Con bù nào ngắt áp của bà mà bắt được thì đừng có trách. Lâu mới bắt được con bụi này nhá. Đám uông rung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh luôn hôm nay buồn thấy em tự nhiên thanh thời. Em giật áp đi rồi mà sao không cắt được cái nghệ sĩ gửi cái con bụi đấy đi. Phát biến đi rồi sao không chịu được. Sao đấy mẹ? Thôi tôi kệ người ta đi. Không được, chả nhẽ mình chịu bó tay trước cái con bụi này à? Thôi mẹ đi vào đi. Thôi ra, vào kiểu. Thắm chiếc xe thang lầu, em đang cô đơn bàn tay anh đâu đưa đây. Thôi anh coi như năng quan. Hiện tại đó bà Mỹ có chuyện gì thế hả bà? Bà đưa cái mic đây. Cái bàn này buổi trưa nhá, bà im ngay đi để cho người ta ngủ, bà mà còn gào thét đi nữa tôi đập nát cái bộ karaoke nhà bà ra nhá. Tôi chết. Bà là người giật át của tôi đúng không? Tôi giật đây. Cứ gì mà giật át hả? Mồm bà gát ông ra cả lang cả tổng anh chết khiếp được. Bây giờ bà có im đi cho tôi ngủ chưa không? Tôi không im đấy làm gì tôi. Hả? Đưa ra tôi đây. Đưa đây. Đưa vào đây. Đi ra đây. Nó, đi ra đây. Đừng có mà hát. Này. Hát. Hát. Tôi là người làm gì thế? Bà ơi, đánh tôi. Mẹ ơi. Tôi khôi, cháu xin cô ấy. Con bà ra để mẹ khô máu với bà ấy. Khô máu cái gì? Bà ấy. Tôi muốn gửi nhau một câu với cháu xin cô đấy. Cô hát thì ảnh hưởng gì đến bà? Bà chạy sang bà gây sự. Bực mình không chịu được. Thì sao? Thôi khổ quá cô ơi. Mẹ về đi rồi có gì để em xử lý cho đi. Đi. Con xin mẹ đấy, mẹ về đi để vợ chồng con xử lý. Nhà người ta thích hát thì hát chứ. Sao đây gây sự à? Đã thế nhá, bà hát cho mình xem. Từ ngày quen nhau dây ta hơn là mình đến làm đôi. Cô hát nhỏ thôi, khổ quá. Để nước đấy, nước đấy. Nhưng mà không thể chịu được, bực lắm. Thôi được rồi, để cháu về cháu nói chuyện với mẹ cháu nhá. Hôm nay phải hát cho bà mẹ biết tay mới được. Bà cứ tưởng là mình bà mới hát đi chắc. Trăng đã dậy rồi khơi bếp hồng lên nhé. Ra nếm dầu rừng thêm ấm tình anh nuôi. Nổi lửa lên em đánh Mỹ đêm ngày. Vũ trụ theo ta vào trong chiến trận có chị Hằng soi sáng canh thầu. Mẹ ơi, nay nhà mày có gì đó, văn nghệ văn gừng nhiệt thế này. Mẹ phải hát cho ai đó biết, không phải là mình bà ta mới hát đâu nhá. Thế thì cho con góp vui với cả mẹ nhá. Hát đi con ơi. Ôi dồi ôi, không thể dở trứng ra mà hát tâm mỹ lên đây. Quá đau đầu quá. Bây giờ ôi nổi lửa lên em, nổi lửa lên em. Anh trăng sáng ngời đưa ta vào trận. Đánh núi rừng xanh rộn dập bước quân hành. Lửa cháy than hồng mang tình em rực cháy thêm nhau. Tủ chín hơi cơm bát nước chè xanh. Nghệ hôi bướm dồn thêm sức mạnh trên đường đi đánh mi. Bà Hoàng nơi đưa lên bà Hoàng ơi. Gì đây? Bà ơi, bà tắt giùm hộ tôi cái loa đi với. Tôi ốm, tôi đau đầu lắm. Tôi cứ hát đấy, bà làm gì được tôi. Thôi,
Về đi đừng có làm phiền tôi đang hát nhá. Nồi lửa lên em. Tôi xin bà đấy. Nồi lửa lên em. Tôi đau đầu lắm. Núi rừng xanh dồn dập bước quân hành. Lửa bếp than hồng mắc tình em rực cháy. Cháy thêm nhanh. Đất nước từng bừng nghe tiếng rừng thao thương. Cũng tại anh lửa hồng bên suối đảo. Bình thường mình chôm ổng ra mình hát. Bây giờ bỏ bà ấy nghỉ. Sao nghỉ được? Nồi lửa lên em, nồi lửa lên em. Người đưa ta vào chân. Hả? Mẹ ơi, con bảo. Cái gì? Nãy là con thấy là sắc mặt bà Mỹ ấy nhợt nhạt lắm ấy. Này, có khi ốm rộn lên. Kệ. Ốm cũng phải dạy cho bà ấy một bài học rồi tính sau. Mẹ, đúng là thủ lâu nhớ dài đấy. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con, cho con gánh mẹ đầu non. Cả lòng mẹ đã ôi đau đầu quá. Cho con gánh cả đôi vai, vẫn còn là nỗi sớm mai vai gầy. Nhỡ khổ nếu như mọi lần mình biết điều hơn một chút thì bây giờ nó không tra tấn mình như thế này. Ôi ơ, không gánh mẹ nữa à? Nhẹ hết cả người. Bà Mị ơi, bà Mị ơi. Ô, khi bà Hoa, bà gọi gì mình đấy nhỉ? Thế nào, hôm nay bà ốm rồi phải không? Tôi ốm vì tối hôm qua, thế nên hôm nay tôi mới sang nói với bà ngừng hát. Vậy mà thế nếu tôi không ngừng hát, tôi không để cho bà nghỉ ngơi, thì bà có thấy tức, có thấy phiền không? Tôi hiểu rồi bà. Trong cái lúc ốm đau cần yên tĩnh như thế này thì mới thấy rằng tôi thật là ngỗ ngược, vô lý, làm phiền đến hàng xóm nhiều. Bà hiểu như thế là tốt. Nói thật, tôi có cái bệnh đau đầu, nghe bà hát được một lúc thì còn chịu đựng được. Chứ bà cứ ông ổng cả ngày ấy, tôi không ngủ được, tôi mệt lắm. Tôi thực sự xin lỗi bà nhé. Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Hàng xóm láng giềng với nhau cả mà. Nói thật, tôi cũng có lúc quá đáng. Bỏ qua cho nhau nhá. Chào bác ạ. À đây. Vâng, mẹ ạ. Mẹ con tôi có chút quà nếu bà để bà bồi dưỡng cho cháu khỏe. Mẹ con bà sang đây chơi là quý hóa lắm rồi, còn quà cáp nữa. Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau mà bà. Cần gì thì cứ ới mẹ con nhà tôi, chứ bà ở một thân một mình này nhiều lúc cũng khó. Cảm ơn bà. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu khỏe nhá. Dạ.